em ở phương nào, có còn ao ao không em? 10.000 một lá dê mà em bán lộn 5.000. Thôi lỡ có một vòng chắc không hề hứng, chứ lỗ nguyên em mà lỗ và ối máu. 16 giờ sao mày thấy nghề nghiệp quen quá gì? Mày giả quá, gớt cái quần đội mông mày kìa. Dạ. Dạ. Đó, đó là giả gạo hay đâm tiêu nha. Ý cái con này cái tướng nó nhìn mặt mũi cũng được mà cái tướng giả nó sang quá thôi. Sang lắm á. Ồ cái cốt trộm hồn nó lòi ra liền nghe. Vô giả này kìa, vô chị. Làm gì? Dạ hả? Hai thằng học dạ hiểu chưa mình? Ôi trời ơi, trời ơi. Anh Hậu, anh xin lỗi anh Hậu. Trời đất ơi, nãy giờ đầu cái máy giả đâu có biết anh Hậu đâu. Xin lỗi, em xin lỗi. Trời ơi Hậu ơi, mẹ anh tìm anh cả đêm. Anh Hậu ơi, sao anh bỏ nhà anh đi vậy anh? Trời ơi, tôi đi học cái máy giả lên không nhận ra luôn á. Sao vậy? Nhà mày lột tao, tao lột bả, ba mẹ bả mới biết bả ở đây. Trời ơi, cô bác ơi, đang ngồi cho coi live stream đó. Nhận lại anh Hậu. Hai ba coi đừng có chửi mắng anh Hậu nên Hậu về đi. Thường lắm. Mày mới đang sang Hậu được chứ giả. Ở chú quê cha mẹ đặt tên Hậu. Ờ, lên đây. Mình ở Sài Gòn. Ủa, cái gì vậy? Kêu đi, kêu đi. Không, không có, người ta nói số ai người đó kêu. Anh Hậu, anh Hậu, số hai người đó hưởng, Hậu ơi. Hậu. Trời ơi, anh ơi, kêu lên Hậu. Anh Hậu, nhìn anh đi trang ông Thọ vậy. Ủa, cái gì vậy nè. Hai ba, nè, ông Thọ đây rồi, ông Phúc với ông Lộc đâu anh Hậu. Anh Hậu, em nói nghe nè, anh biết sân tụi em đi không? Anh biết cái trang đó của anh không? Biết. Tóc đẹp không? Hỏi quý vị coi. Hỏi nó xưa rồi. Thì hãy sao? Ông Văn qua đây đứng coi. Ừ. Ba đứa mình đứng kế nhìn tưởng biết gì không? Khắc cà phê. Không. Đẹp hơn nhiều. Ai? Phúc Lộc Thọ. Trời ơi. Mày cái gì đa, mày cái gì đa, mày cái gì đa. Trên tay này bánh kim còn một dép dép nè. Mày cái gì đa, mày cái gì đa, mày cái gì đa, mày cái gì đa. Mày cái gì đa, mày cái gì đa. Tình cờ gặp lại người xưa. Cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa tươi nhẹ hương mắm ai. Bước chân về xa bằng chân đau hề. Mày đi gì đa, đầu năm qua lá xôn xao nở như đón chào. Giờ em tìm đón năm nay vui nở thế nào? Phần nghèo chẳng sáng nước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai cầm đầu ngõ nơi là nên sai ngâu. 12 con giáp em đây cặp bên quý mùi. Cặp tay anh đón năm nay vui nở đến rồi. Phần ngày nhiều số gặp con, tuổi đời nhiều.
gió con gái dài xưa ông lấy chồng mãi ra ngoài đồng lúa tiếng cuối trời cánh đẹp ngàn cơn gió bên kia sớm dần về tiếng ca dòng ai mãi điều buồn tiếng tha Yeah.
xấu vừa đang xấu vừa đang xấu vừa ra. Alo, dừng. Mày giả gạo hay là mày đập chó vậy? Giả gạo. Cái con này hình như là gọi là cẩu tặc hồi xưa sao mày lại thấy nghề nghiệp của em cái gì? Mày giả quá, rớt cái quần được mong mày kìa. Không có. Dạ. Hả? Dạ. Đó, đó là giả gạo hay đâm tiêu nha. Ý cái con này cái tướng nó nhìn mặt mũi cũng được mà cái tướng giả nó sang quá thôi. Sang lắm á. Ồ cái cốt trộm hồn nó lòi ra liền vậy. Vô. Giả này kìa. Vô chị. Làm gì? Dạ hả? Hai thằng học giả hiểu cho mình. Ôi trời ơi, trời ơi. Anh Hậu. Em xin lỗi anh. Anh Hậu. Trời đất ơi, nãy giờ đầu cái máy giả đâu có biết anh Hậu đâu. Xin lỗi em, xin lỗi. Trời đất ơi, Hậu ơi. Mẹ anh tìm anh cả đêm. Anh Hậu ơi, sao anh bỏ nhà anh đi vậy anh? Trời ơi, tôi đi học cái máy giả lên không nhận cái áo của bác. Sao vậy? Nhà mày lột tao lột bả, ba mẹ bả mới biết bả ở đây. Trời ơi, cô bác ơi, đang ngồi cho coi live stream đó. Nhận lại anh Hậu. Hai ba coi đừng có chửi mắng anh Hậu nên Hậu về nè. Thường lắm. Rồi mới đang sang Hậu được chứ giả. Ở chứ quê cha mẹ đặt tên Hậu. Trời ơi, lên Sài Gòn. Ủa, cái gì vậy? Kêu đi, kêu đi. Không, không có, người ta nói số ai người đó kêu. Anh Hậu, anh Hậu, số hai người đó hưởng, Hậu ơi. Hậu. Trời ơi, anh ơi, kêu lên Hậu. Anh Hậu, nhìn anh đi trang ông Thọ vậy. Ủa, cái đó có chở nè. Ôi bác, nè, anh đúng rồi. Ủa, ông Thọ đây rồi, ông Phúc với ông Lộc đâu anh Hậu. Anh Hậu, em nói nghe nè, anh biết Sơn Tùng MTV không? Anh biết cái trend đó của anh không? Biết. Tóc đẹp không? Hỏi quý vị coi. Hỏi nó xưa rồi. Thì hỏi sao? Dân qua đây đứng coi. Ừ. Ba đứa mình đứng kế nhìn tưởng biết gì không? Khắc cà phê. Không. Đẹp hơn nhiều. Ai? Phúc Lộc Thọ. Trời ơi. Anh là ông Thọ. Sợ xấu quá ơi. Người ta nói ừ. Ông Thọ là có sữa ông Thọ. Lỡ là kêu anh có sữa không? Vô lại cho má trả gạo má. Một đêm giá thêm nhiều gạo. Bao nhiêu gạo nhà bao nhiêu tình. Thời gia đình của người hậu phương. Dạy quý vị nha. Nó xuất sổ đổ nghiệp hết. Dạ. Nghiệp. Rồi con số 2. Nghiệp dạ trời ơi. Ông Lâm cho kêu cái số mày lao quá hết hồn. Dạ. Anh giận cũng vừa vừa thôi. Giận quá nó để bình. Dạ đây có một hồn là biết sao chị. Dạ số 2 vừa kêu qua. Dạ số 2 vừa kêu qua có một. Dạ 14. 14 2 25 03 55 tập lại. Dạ 0105. Và ngay bây giờ dùm lại đặc biệt thứ 2 buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Rồi chắc là bên đây nè Chung. Đây nè. Rồi còn mấy vé chung hết vé là chị Kim Cần. Sang còn mấy vé sang. Rồi sang còn 2 vé luôn anh chị nha. Rồi qua bên banner nè em ơi. Chung. Rồi bên đây luôn nha. Và bây giờ anh chị mình có vé trên tay rồi. Nhớ kiểm tra kỹ lại một lần nữa cho nó chắc cú à, để không bị mất quyền lợi cho anh chị mình trong thời gian chúng ta dò số. An An ơi, anh Ba đang ngoắc tay trên này nè. Và bây giờ vòng loại đặc biệt thứ 2 nhận qua đường địa chỉ vàng. Và kèm qua đó những phần quà đặc biệt hấp dẫn tài trợ tối đêm nay sẽ được phép bắt đầu. Mày đi 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 đi
mấy gì đã xuống gì đã mấy gì đã mấy gì đã rồi lẹ tay em ơi mấy gì đã xuống gì đã mấy gì đã mấy gì đã theo năm tháng vài mong thư cười đi mấy lần người hồi âm chưa thấy anh ơi nhớ chàng đây còn có em đêm ngày thằng đó bước chơi đây còn hai dòng nữa tên luôn quý vị giới giùm em nha. Rồi bây giờ xin mời hai khán giả hai người luôn hả, trời hay dữ vậy trời. Và không mất thời gian của tất cả quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu phần điều lệ tiếp theo luôn quý vị nha. Rồi mẹ lên em gái mới có bốn con luôn, một liền một ô luôn, em nghĩ vậy là phải hơn chứ lắm. Rồi nghe bên đây mời khán giả đi em. Và thôi bây giờ công bằng nhất, xin mời một khán giả bước lên sân khấu, xin bằng hai bé một lần tiếp theo, mời anh Áo Hồng luôn. Rồi rồi anh giới thiệu tên và anh dò lại giùm em có phải là bốn con vừa kêu không nha. Rồi hình như mới bốn con mà cái banh của ai chưa kêu bỏ vô đi chị, để khán giả là hiểu lầm đó. Không thì vẫn để banh đi nè, có ra tại vì qua banh mình quay ra thì có số em ơi, không sao. Dạ rồi ok. Rồi, rồi bây giờ anh dò lại giùm em nha. 50 có 1. 39 có 2. 23 có 3. Số 7 có đủ. Trời ơi, một hàng bộ gì hơn thiệt sự luôn đó. Và 2319 đúng không ạ? Rồi hợp lệ, và xin chúc mừng. Ngồi gần nhau luôn, này ai bán vé vậy? Ba đồ bán, trời ơi, 10 điểm cho ba đồ. Và 50, 39, 23 và số 7 đúng không anh? Đúng ạ. Và hợp lệ, và 2385. Ok luôn, và chúc mừng cho hai chủ nhân của vòng đại đặc biệt thứ hai. Rồi, anh mời thầy qua đây lấy mình hai tháng một lời tiếp theo anh ơi. Rồi, thích thú gì trời, thường biết sao nữa. Lần đầu tiên luôn đó. Rồi, hai em quẹo qua anh kia lấy banh đi, ai có số banh lớn hơn. Ai qua trước, bây giờ ai trước nè? Áo vàng trước, áo vàng trước, áo đen nhường cho áo vàng trước. Rồi, ai sẽ nhận 5 phân, ai sẽ nhận một con gấu bự. Và quý vị đợi trong giây lát quý vị nha. Quà thì dĩ nhiên là thiên về rồi đó. Rồi, xin mời 5 phân. Và bây giờ ai sẽ là người nhận qua tặng phẩm đặc biệt với giá trị là đội chị bán? Rồi, chị ra đây. Rồi, số mấy nha chị? Số 6 gì nha? 39. Trời ơi, quá thuyết phục, còn đợi cái gì nữa. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ em giới thiệu về mình trước đi ạ. Em tên là Tiên, đến từ Đại học Tôn Thắng. Đại học Tôn Đức Thắng hả? Vậy là em là sinh viên phải không? Em đến với Sài Gòn Tân Thời được bao nhiêu lần rồi? Vậy là lần thứ 2. Lần thứ 2, mà có vui không? Dạ vui. Rồi có vũ dòng đồng bọn theo không? Dạ có, lần trước. Lần trước cũng trúng nữa, có đặc biệt không? Không, là chứ chúng gấu to. Thôi vậy lần này rất là hên ha. Hy vọng là giải thưởng này cũng sẽ khích lệ cho em ủng hộ tiếp cho Sài Gòn Tân Thời. Dòng sau em mua nữa không? Được.
50 vé liền tay mấy đứa ơi. Rồi, cảm ơn em nha. Bà nội thái đâu có phụ sẵn cho mấy con mà nó bán không ai mua. Trời ơi trời. Rồi, giờ chúc mừng em xỏ cho tay luôn nha. Cưng, rồi cảm ơn em, rồi dìu em xuống đi. Rồi, đây và một phần quà từ Lai Khun tặng cho em nữa. Và công ty Nam Dược. Công ty Nam Dược tặng cho em nữa. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn em.